trong những ngày cận Tết như thế này. Thật may mắn cho tôi khi được tận mắt vào tham quan một vườn trái cây đang chuẩn bị thu hoạch. Quýt Lai Vung, một đặc sản của tỉnh Đồng Tháp, một thức quả không thể thiếu trên mâm ngũ quả của người dân ở mảnh đất này. Theo như Minh Khang chia sẻ, hiện nay làng Quýt Lai Vung không chỉ cung cấp hoa trái cho người dân cả nước vào dịp Tết, mà còn là địa điểm du lịch cho nhiều đoàn khách tham quan. Khách du lịch đến đây không chỉ để tận tay mua quà về cho gia đình, người thân, mà còn muốn lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng bên cạnh những vườn cây ăn trái xum xuê trĩu quả. Khang ơi, năm nay không biết là vườn quýt của mình thì tiến độ thu hoạch nó làm sao ha? Vườn quýt ở Lai Vung thì thu hoạch, bắt đầu thu hoạch là từ 24 tới 29 Tết. Thì cũng vào thời điểm này thì là khách du lịch ở thập phương, ở những tỉnh lân cận, thậm chí từ thành phố Hồ Chí Minh và những cái khu vực khác nữa, họ sẽ về đây. Thứ nhất là để trải nghiệm, để xem được coi là cái cây quýt hồng trái nó sẽ như thế nào. Rồi bên cạnh đó họ sẽ mua những cái trái quýt như thế này để về làm quà, thứ nhất là quà biếu ông bà hoặc bạn bè. Rồi bên cạnh đó là họ sẽ trưng những dĩa trái quýt này để lên bàn thờ tổ tiên ông bà ngày cận Tết. Lai Vung, Đồng Tháp từ lâu được mệnh danh là vương quốc quýt ở miền Tây khi có gần 2.000 hecta đất trồng trái cây này. Hàng năm vùng đất này cung cấp cho thị trường 20.000 tới 40.000 tấn quýt để phục vụ cho mùa Tết. Sở dĩ cây quýt hồng Lai Vung nổi tiếng, một phần là nhờ khí hậu và thổ nhưỡng thích nghi đã giúp cho cây trái xum xuê, chất lượng thơm ngon, ít nơi nào sánh kịp. Đến các xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành, những ngày này, nơi nào cũng thấy quýt đỏ rợp vườn, cây nào cũng trĩu quả no tròn và mọng nước. Nắng xuân như tràn ngập trên các nẻo đường, trên những tàn cây, những chùm quýt vàng ươm óng ả. Vào những dịp cuối năm là mùa quýt nở rộ, du khách có thể ghé thăm nhà vườn tại đây để chiêm ngưỡng một bức tranh thiên nhiên vô cùng tuyệt vời. Du khách cảm thấy như bước vào một khu vườn cổ tích, càng nhìn càng say mê vì ít có loại trái cây nào màu sắc thanh tân, rực rỡ và giàu mỹ cảm như quýt hồng Lai Vung. Bên cạnh đó, khách du lịch đến đây cũng không quên chụp lại những bức hình lưu niệm cho mình. Cô cũng rất vui khi đến cái vườn quýt đẹp như thế này. Đó, thì cô từ ở Cần Thơ đến đây. Thì trước là tham quan, sau là để mua một ít quả quýt để về để cúng tổ tiên ông bà khi ngày 29 Tết. Thì Tết thì không thể thiếu những cái quả quýt như thế này ở trên bàn thờ. Thì nó rất là tượng trưng cho những cái ngày lễ Tết của mình. Cái quýt này là coi như là nó rất là quan trọng cho những ngày Tết. Hay là nó tượng trưng cho những cái sự may mắn của ngày Tết. Chọn cho mình một chiếc xuồng nhỏ, Minh Khang đưa tôi tham quan vườn quýt theo cách của người miền Tây Nam Bộ. Len lỏi qua những con rạch nhỏ, rồi trải nghiệm cảm giác được làm nông dân thu hoạch quýt thực thụ đã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng háo hức. Dịp Tết đến xuân về, trên mảnh đất Lai Vung đã để lại cho tôi nhiều cảm nhận thật ấn tượng để chào một mùa xuân mới. Dạ. Từ từ nha, từ coi chừng chưa. Trời. Chú ơi, cho con hỏi là không biết là cái giống quýt Lai Vung này là được trồng ở tại vùng đất này là từ bao giờ hả chú?
Nếu Dung nhớ không lầm thì trên khoảng thập niên 1990 là đã có đây rồi. Vì sao giống quýt này chỉ có thể trồng được trên mảnh đất này thôi ạ? Hình như là cái này là được thiên nhiên ưu đãi đó. Thì ngoài cái vùng của Long Hậu, Tân Thành, Tân Phước, hình như các vùng khác như trồng quýt hồng không được. Thì coi như là mình trồng xuống thì nó cũng được thôi, nhưng nó một thời gian nó sẽ chết, nó không còn tồn tại được. Chú ơi, vườn quýt của mình hiện tại là bao nhiêu hectare hả chú? Quýt của chú trồng đây được khoảng hơn 1 hectare, như khoảng 13.000 mét vuông ạ. Vậy mình có cách nào để chăm sóc làm cho những cái trái quýt có thể rộ vào đúng dịp Tết như thế này ạ? Thì cái này mình sẽ canh thời gian, thì trái quýt nó phát triển là từ khoảng 11 tháng là thu hoạch được. Thì mình canh thời gian khoảng đầu tháng 2 âm lịch là mình tưới bông là nó sẽ ra ngay dịp Tết. Con cảm ơn chú với những cái chia sẻ vừa rồi, và ngày hôm nay con rất là vui vì được thăm vườn quýt của mình. Thôi thì chúc chú và gia đình năm mới nhiều sức khỏe đó. Rồi, cảm ơn cháu gái. Chúng ta có những mùa sai trái hơn. Rồi, cảm ơn cháu gái. Dạ. Với người miền Tây Nam Bộ, Tết cũng là dịp để mọi người trong gia đình quây quần bên nhau chuẩn bị đón xuân. Khoảng thời gian Tết đến xuân về cũng là lúc mà các thành viên trong gia đình mỗi người một tay một chân, một công việc khác nhau để chuẩn bị cho mâm cỗ Tết trưng lên bàn thờ gia tiên. Ở vùng đất Lai Vung, Đồng Tháp, họ sẽ ưu tiên cho những loại hoa trái trong vườn nhà. Khi mà quýt đã trở thành thương hiệu giúp người dân ổn định cuộc sống, thì đây cũng chính là loại quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả của họ. Bên cạnh mâm ngũ quả đặc trưng của người miền Tây Nam Bộ, phải có cầu dừa đủ xoài sung. Tất cả những loại quả được người dân miền Tây Nam Bộ lựa chọn đều mang một ý nghĩa tương ứng với ước vọng một năm mới nhiều niềm vui, may mắn và phát tài sung túc. Bên cạnh những mâm ngũ quả được bày biện trang hoàng thì hoa cúc vạn thọ cũng không thể thiếu trên bàn thờ cúng gia tiên, bởi sắc hoa vạn thọ tượng trưng cho tuổi thọ, cho sức khỏe trong năm mới. Đặc biệt hơn nữa đó chính là mâm cỗ cuối năm của người miền Tây, lúc nào cũng phải chuẩn bị bánh tét, canh khổ qua, thịt kho tàu dâng lên tổ tiên để cầu mong một năm mới an lành, làm ăn gặp nhiều thuận lợi, chuyện cũ và những điều xui xẻo cho qua và hướng tới một năm mới phát tài phát lộc. Cũng giống như những người dân trên khắp cả nước, bữa cơm cuối năm cũng là lúc mà các thành viên trong gia đình xuân tụ một cách đầy đủ, quây quần bên nhau, ăn bữa cơm tất niên và cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất trong năm sẽ tới. Mỗi một vùng miền trên dải đất hình chữ S sẽ có các phong tục và cách đón Tết khác nhau. Nhưng tụ chung lại thì ngày Tết, những người con của quê hương Việt Nam đều muốn đoàn tụ cùng gia đình và cầu chúc cho nhau những điều may mắn và hạnh phúc. Và tôi, với rất nhiều khách du lịch lần này, khi đến với mảnh đất miền Tây Nam Bộ, đến với Đồng Tháp, cũng đã hiểu hơn nhiều điều tuyệt vời về mảnh đất này.